mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn phù hợp để mọi người mua trang trí sân khấu, phòng bay, phòng karaoke hoặc là quán bar, vũ trường, quán bia club cũng rất là đẹp. Nó phù hợp với tất cả không gian nhạc sôi động. Đèn sử dụng tốt cho những không gian từ 30 cho đến 70 mét vuông. Tia đèn thì quét rất là xa, còn màu sắc đèn thì rất là tươi mới. Nó có thể quét ra những cái tia đèn laser 7 màu. Mọi người thấy là đèn rất là sáng, tuy là mình đã đứng xa ra đèn khoảng 15 đến 20 mét, nhưng mà cái tia quét đèn cũng rất là sắc nét, nó không có bị nhòe đi. Thì mọi người an tâm khi mà sử dụng ngoài trời thì công suất của đèn này là rất là đủ cho mọi người có thể dùng cho sân khấu ngoài trời. Mình sẽ thêm khói để mọi người có thể thấy rõ được cái luồng tia của đèn hơn. Thì cái máy khói mình đang sử dụng đó là dòng máy khói 1500W của công ty BHP mình cung cấp. Những cái không gian mà ở trong nhà thì mọi người có thể dùng máy khói nhỏ, nhưng những không gian sân khấu thì bên mình có cung cấp những cái máy khói tới 3000W. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BHP bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.